Việt Nam đôi nam. Cái này nó đang có cái này chung. Nước ngoài đang ở trận nam nữ của Hà Nội, đôi Thái Bình đang dẫn 18-11. Trên sân số 1, chúng ta trận bán kết 2 được dựng đối nữ và đối diễn ra giữa hai vận động viên. Vận động viên Trần Thị Phương Thúy, đơn vị Bắc Giang. Thi đấu với vận động viên Lê Thu Huyền, đơn vị Hà Nội. 19-12 cho vận động viên Thái Bình. Điều hành trận đấu trong tài chính Đình Quang và người giao cầu Thùy An. 19-12 cặp đôi Văn Việt và Đỗ Thị Hoài đối với cặp đôi số 1 Việt Nam và Tuấn Đức Như Thảo. 16-19 cho Hà Nội, cặp đôi của Hà Nội. Tuấn Đức Như Thảo đang bị dẫn 16-19. Trước cặp đôi 17-19. Tối mai em bay luôn. Chưa đặt vé mà được chắc. Đúng rồi. 20-17, điểm số cuối cùng, cặp đôi của Flypower Thái Bình, Nguyễn Văn Việt và Đỗ Thị Hoài đang dẫn 20-17. Lốt trận đấu này, đôi nam nữ sẽ là trận đánh đơn nam giữa Cao Cường và Hải Đăng. Đỗ Thị Hoài giao cầu. Xem một. Xong rồi, xong với Đức rồi. Hai người đều bị dẫn rất sâu nhưng mà Tuấn Đức Như Thảo vẫn bình tĩnh. Đúng là bản lĩnh người cặp đôi số 1 Việt Nam hiện nay.
và cặp đôi hạng top 60 thế giới. 20 đều rồi. Đức Thảo. Rất đáng tiếc cho cặp đôi của Thái Bình, vẫn rất là sâu rồi. 21-20. Rồi, 21 đều. Vẫn chưa biết thế nào. Nói chung là còn 2 điểm cuối thì rất là khó nói chuyện. Cố thắng được xếp lên cho thôi. 21 đều. Nếu mà có thể chiến thắng trong set này thì là rất bất ngờ với cặp đôi của Thái Bình, khi mà Đức Thảo thi đấu sân nhà và Đức Thảo gần như là được cô cố bạn nhiều năm nay. Hai hai đều. Đỗ Thị Hoài đang động viên người đàn em ở đây, bình tĩnh thôi. Hai hai đều. Đúng rồi, Đức Thảo đang ở sân phía sau nhá. Đức Thảo đến với Việt Hoài. 22 điều. Ồ, bị chiêu chiêu. Đây là set đấu đầu tiên bạn nhé. Hồi 2-3 đều, mất kịch bản ít nhất là vừa rồi. Trận này dự là 25-23. Ai lên điểm này mà đánh thắng luôn. Rồi, hay quá. Thank you.
0-0. Này là sẽ trận cao cường đối với Hải Đăng, một trận đấu rất đáng được quan tâm. Cầu rất giằng co. Yeah.
Tình hình là C3C thì Nguyễn Thùy Linh thắng 2-1 bạn nhé, C3 là 21-16. Ngoài thì Cao Cường và thần đồng cầu lông Việt Nam Hải Đăng chuẩn bị bước vào sân thi đấu. Hải Đăng có cái tay trái của Kento Momota. Cao Cường thể lực và sức mạnh của Chen Long trận đấu rất đáng xem. Không còn cơ hội là buông cơ nhẹ, buông xuôi thôi, buông đôi tay nhau ra. Sân bên cạnh thì set 1 là Bắc Giang Phương Thúy thắng Thu Huyền 21-17 C1 nhé. Huyền thua, thắng Thu Huyền mà. Anh đọc là thắng Huyền. Thấy anh xem một ư. Thắng trong tập bóng đó. Đi trà cây mai đấy.
97. Chỉ còn 3 điểm nữa thôi thì trận này sẽ kết thúc. Vâng, đang bắt bài của Việt. Cặp đôi của Thái Bình vẫn chưa hề có tư tưởng buông xuôi. Nhưng mà nếu mà để sang C3, ví dụ chẳng may mà được lên C3 thì Hoài sẽ mất rất nhiều sức. Còn đánh đôi nữa 19-13 rồi. Cao Cường và Hải Đăng chuẩn bị bước vào sân. Vâng, như vậy là trận đấu đã kết thúc với tỷ số là 27-25 và 21-13.